Xin kính chào quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và nếu anh chị là lần đầu tiên đến với kênh của Trung Thực Auto thì anh chị hãy dành cho chúng tôi một like và một đăng ký kênh để có thể nhận được nhanh nhất và cập nhật nhất những chiếc xe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Và hôm nay, Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị một mẫu xe SUV, đó là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.0 biturbo. Đây là bản 2 cầu, sản xuất năm 2020. Chiếc xe có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển tỉnh. Đầu tiên, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với phần ngoại thất của chiếc xe Ford Everest đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Chiếc xe có ngoại thất là màu trắng và với cụm thiết kế ở phần đầu xe thì mặt ca lăng, cụm đèn pha, tất cả mọi chi tiết vẫn còn là nguyên bản theo xe. Ở cụm đèn pha thì chúng ta có thể thấy chiếc xe Ford Everest này đã được trang bị, đó là với đèn chiếu gần là kiểu bóng chiếu projector và cũng có giải đèn chiếu sáng ban ngày. Đúng không ạ? Có giải đèn chiếu sáng ban ngày. Về hệ thống an toàn của chiếc xe Ford Everest, ở phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy xe được trang bị tới 6 cảm biến với 4 cảm biến phía đằng trước và 2 cảm biến phía bên hông, giúp cho việc di chuyển của chúng ta với chiếc xe Ford Everest này trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là trong những điều kiện đường xá là đông đúc như ở Hà Nội hay những thành phố lớn. Đúng không ạ? Tiếp tục xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi đến phần hông xe. Ở phần hông xe của chiếc xe Ford Everest thì tất cả các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần gương xe của chiếc xe Ford Everest, thì có thể thấy là xe được bố trí là gương to bản mạng chrome và tích hợp đèn báo rẽ. Ở đây vẫn là bóng đèn halogen. Đó. Ngoài ra thì trên vị trí gương này chúng ta có thể thấy là chủ cũ cũng trang bị thêm gương cầu lồi, giúp cho việc quan sát của chúng ta trở lên dễ dàng hơn và vùng quan sát của chúng ta rộng hơn. Cũng như là ở gương này cũng có đèn chào mừng, giúp cho việc chúng ta lên xuống xe vào buổi tối trở nên dễ dàng hơn. Rồi chúng ta tiếp tục ở phần hông xe thì với chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2020 đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì dàn lốp vẫn đang là dàn lốp theo xe, vẫn là dàn lốp theo xe. Và độ dày của vân lốp thì theo đánh giá của kỹ thuật của Trung Thực Auto thì độ dày của vân lốp khoảng tầm 80%, quý anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị có thể đến với Trung Thực Auto tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình để được lái thử và trải nghiệm. Và với một chiếc xe Ford Everest bản SUV này thì chúng ta thấy là xe đang được trang bị là bậc lên xuống, giúp cho việc lên xuống chúng ta dễ dàng hơn. Hay như là chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe được trang bị là chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, và chúng ta có thể là đóng mở cửa ở cả từ vị trí người lái cũng như là ở vị trí hành khách. Đó, một tính năng rất là tiện lợi, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là trên chiếc xe Ford Everest này thì cũng được chủ cũ trang bị thêm, đó là phim dán kính hay như là các cái chi tiết ốp bậc lên xuống mạ chrome có chữ Everest. Buổi tối khi chúng ta mở lên thì nó sẽ rất là hiện chữ Everest rất là đẹp, hay như là bộ thảm trải sàn 3D, 6D, đúng không ạ? Và một chi tiết một chút nữa thì chúng tôi sẽ vào nội thất, chúng ta sẽ giới thiệu thêm cho quý anh chị về chiếc xe Ford Everest này. Rồi, xe thì được trang bị hệ thống an toàn là với 4 phanh đĩa. Đó. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi đến phần đuôi xe. Và phần đuôi xe của chiếc xe Ford Everest này thì chúng ta có thể thấy là cũng được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn, đúng không ạ? Chẳng hạn như xe có tới 4 cảm biến, có 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc. Xe được trang bị là camera báo lùi. Về mặt thiết kế thì ở phần đuôi xe thì chiếc xe Ford Everest này vẫn giữ nguyên bản, chúng ta thấy là thanh nẹp mạ chrome chung với chữ Everest to bản, đúng không ạ? Rồi là cụm đèn hậu, tất cả các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Và ở chiếc xe này thì lốp dự phòng của chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì lốp dự phòng của chiếc xe Ford Everest sản xuất 2020 này vẫn còn là theo xe và chưa hạ. Một trong những tính năng ở phần đuôi xe này chúng tôi muốn giới thiệu tới quý anh chị trên chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto đó chính là xe có được trang bị tính năng là đá cốp. Vâng, một tính năng rất là tiện lợi cho việc mà chúng ta khi chúng ta mang vác đồ, đúng không ạ? Và đây chính là không gian khoang hành lý của chiếc xe Ford Everest khi chúng ta giữ nguyên 3 hàng ghế, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là linh hoạt để mà gia tăng thêm không gian khoang hành lý bằng việc mà chúng ta có thể là gập hàng ghế thứ 3 hoặc là gập cả hàng ghế thứ 2, giúp gia tăng được cái khoang hành lý để trang chứa đồ. Và việc gập ghế này cũng trở nên rất sức đơn giản, đó là chúng ta sẽ chỉ cần bấm nút là chiếc ghế này có thể là
gập xuống để giúp cho chúng ta gia tăng được khoang hành lý, đúng không ạ? Một trong tính năng rất là tiện ích giúp chúng ta không phải với người lên xe, đúng không ạ? Đặc biệt là trong trường hợp xe chúng ta bị bẩn. Đó. Tính năng đá cốp cũng được thực hiện trong trường hợp là gì ạ? Khi chúng ta muốn khóa cửa, đúng không ạ? Đóng cái cửa cốp sau lại. Đó. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe Corvette phiên bản 2 cầu sản xuất năm 2020. Xin mời quý anh chị. Xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe Corvette phiên bản máy dầu 2 cầu sản xuất năm 2020 đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Xe được trang bị là chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Và về số km thì chiếc xe Corvette này đã đi được lăn bánh được là 3,7 vạn, đúng không ạ? 3,7 vạn. Và số km này thì Trung Thực Auto cam kết với quý anh chị là số km zin mà chiếc xe đã được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và hiện nay thì chiếc xe vẫn còn có phiếu nhắc bảo dưỡng của Ford Quảng Ninh, đúng không ạ? Vào ngày bảo dưỡng tiếp theo cho chiếc xe này ở cấp là 40.000, đúng không ạ? Và chúng tôi muốn review qua về một số chi tiết ở trên không gian khoang nội thất. Thì nội thất của chiếc xe này là được trang bị là ghế da màu đen, ghế lái và ghế hành khách được trang bị là điều chỉnh điện, đúng không ạ? Điều chỉnh điện. Một chi tiết cũng rất là thú vị đó là xe cũng được trang bị là cửa sổ trời, đúng không ạ? Xe được trang bị là cửa sổ trời. Và rất nhiều cái tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe Corvette này. Hạn xe có tới là 4 chế độ, có 4 chế độ lái, đúng không ạ? Rồi ngay như là xe được trang bị là cái hệ thống cảm biến này. Đó. Rồi là đây là một phiên bản xe 2 cầu cho nên là ở chiếc xe này đó là chúng ta là cái cầu điện, đúng không ạ? Và một cái trên vô lăng của chiếc xe Corvette này cũng được trang bị rất nhiều các cái tính năng tích hợp trên vô lăng, chẳng hạn như là cruise control hoặc là chúng ta có thể hệ thống điều khiển hệ thống âm thanh trên vô lăng, cũng như là màn hình hiển thị đa thông tin ở trên màn hình trung tâm, cũng như là kết hợp với cả chế độ đàm thoại rảnh tay. Tất cả những tính năng này sẽ giúp cho chúng ta lái xe, điều khiển xe trở nên dễ dàng hơn và tập trung hơn cho việc lái xe, từ đó giúp chúng ta lái xe an toàn. Bên cạnh các tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.0 biturbo máy dầu 2 cầu sản xuất năm 2020 đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng và trước khi đến với cả không gian khoang động cơ thì cũng xin giới thiệu với những ai mà thích về hệ thống âm thanh, thì trên chiếc xe này cũng thấy là chủ cũ đã được trang bị đó là độ thêm là loa súp, đúng không ạ? Và với việc trang bị loa súp thì giúp cho hệ thống âm thanh của chúng ta nghe trở lên hay hơn, đúng không ạ? Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang động cơ của chiếc xe Ford Everest phiên bản máy dầu sản xuất 2020. Xin mời quý anh chị. Vâng, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang động cơ của chiếc xe Ford Everest phiên bản máy dầu. Và chiếc xe này thì vừa về tới cửa hàng cho nên là anh chị có thể thấy là khoang động cơ vẫn còn là bụi bẩn, đúng không ạ? Tuy nhiên với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto, trước khi được giao tới tay của khách hàng thì chúng tôi sẽ làm cái công tác vệ sinh dọn rửa sạch sẽ, đúng không ạ? Và những chiếc xe chỉ việc là mang vào sử dụng, đúng không ạ? Rồi. Và động cơ, hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị, đó là nguyên bản, đúng không ạ? Bên cạnh đó với mỗi một chiếc xe của chiếc xe bên cạnh đó thì với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị hai điều. Thứ nhất về mặt chất lượng, đó là những chiếc xe không đâm đụng. Không đâm đụng ở đây chúng ta hiểu đó là những chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Thứ hai đó là không ngập nước. Và về mặt giấy tờ thì đó là những chiếc xe giấy tờ minh bạch, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với hotline của chúng. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto theo số điện thoại trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Trung Thực Auto luôn luôn mở cửa để chào đón quý anh chị tới tham quan showroom kể cả là tối muộn. Và chúng tôi xin review tiếp một vài chi tiết ở trên khoang động cơ này, đó là các chi tiết đường keo chỉ. Đường keo chỉ cũng như là các vị trí đai ốc ở trên cái lắp capo này, tất cả mọi chi tiết vẫn còn là nguyên zin. Và chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích quý anh chị khi đến tham quan showroom thì mình nên đi cùng với người quen, những người thân, những người có kinh nghiệm về xe ô tô mình đến để mình có thể là lái thử và trải nghiệm, cũng như trước khi mình
quyết định xuống tiền với mỗi một chiếc xe tại cửa hàng của chúng tôi, thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến khích quý anh chị là mình nên mang xe đến những gara hoặc là những đại lý mà mình tin cậy để mình có thể kiểm tra, đánh giá chất lượng một lần nữa. Và hôm nay Trung Thực Auto vừa giới thiệu và chào bán chi tiết chiếc xe Ford Everest phiên bản máy dầu 2.0 biturbo bản 2 cầu sản xuất năm 2020, có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển tỉnh. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được lái thử và trải nghiệm. Ngoài ra thì anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 3% giá tiền là anh chị đã có thể sở hữu cho mình một trong những chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Thủ tục như thế nào và cần chuẩn bị những gì thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto để được nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn, giúp cho anh chị có thể lựa chọn được cho mình một chiếc xe ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và sau đây thì Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu và chào bán mức giá bán mong muốn của chiếc xe Ford Everest đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn đó là 1.328.000.000 đồng. 1.328.000.000 đồng đó là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Ford Everest phiên bản máy dầu 2.0 biturbo 2 cầu sản xuất năm 2020. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán những chiếc xe tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.